Đấy, ổ thính hôm trước trộn đấy, vừa câu xong. Hai em đi câu. Đấy, tăm vừa ném thính không, tăm vào mầm. Mồi V này, ngô sống này, lục tứ, lục này, loại này tôi mới lấy này, đẹp phết. Tay xoài, quả đấy là anh gió nó ơi, phải chạy lên đấy. có từ từ, đang livestream anh Tuấn giật cá, từ từ đã. Đây này, đang giật, cho anh tí để anh livestream dưới 2 phút thôi. Được cái phao lên tốt, nó được cái phao đấy. Chạy qua vướng vào. Nó đổ cái đất lên này, bây giờ gió lên nó bụi thế. Thế thằng này là cái gì cưới nhỉ? Đám cưới. Cưới gì chứ vậy? Đây này. Ủa đít mẹ, móc vào hột. Móc vào hột. Ôi thôi ăn cặc. Nhẹ nhàng thôi. Móc vào hột. Cho nằm này. Chép chắc luôn, chép chắc luôn mà nó lên tí nó lại chắc. Ui con này om dưa ngon rồi, thu đồ về tí móm may được con. Bong mất 2 con là được 1 con, nếu mà nay tốt đẹp là phải được 3 con. Nó có ngô về mày rang cơm. Ui, em vào máy chặt quá, kéo sai nó được. Ôi ạ. Cần ra chặt. Ôi, em không thể xoáy được. Ôi, nó ra cả vào đây. Hải soi nhắn tin từ chiều bây giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Này nói chung là thất bại. Vòng mấy con mẹ. Thôi con này vứt đi bụt. Tâm ổ vẫn còn đây. Câu nữa. Sói ơi. Hải là câu thì anh này có nhiều. À. Không có, anh đi xe Hải về. Để.
Đây, còn chép à. Chỉ hơn 3 cân. Mỗi con. Nó đi về. Đây mà cho xuống dưới là nó chào. Chào. Con cá chép này đi câu đây. Tự nhiên có miếng cá đây này. Anh lại móc rồi. Con cá chép hôm nay đi câu đây. Em chẳng nhìn thấy cá đâu anh ạ. Đấy, nào làm hàng đi. Toàn thấy rau chưa thấy con cá đâu. Nào cho cái tay vào cho. Lòng cá. Đấy. Lòng cá. Đó. Nghịch. Anh Trinh ơi, em thấy anh có tin nhắn. Thế đó. Lòng con cá mà to như ngón tay út đi nhỉ. Nào nhắn tin cho anh đi. Hơn đi. Nó phải vào ngón tay tròn. Ủa, cái tay dấu.